Andy, your curiosity has no end. From climate change to electrical engineering, you've always wanted to do more, learn more. Trường học do đóng cửa đó, nên là trường học nó đến từng nhà của các bạn học sinh nè, để trao giải tốt nghiệp luôn. You are now officially graduated from Winooski High School. You may turn your tassel from the right to the left. Tốt nghiệp trong mùa Covid như vậy đó các bạn. Mình không thể nào đến trường để mà nhận bằng tốt nghiệp thì trường đã tổ chức buổi lễ đi đến từng nhà của các bạn học sinh trường để chúc mừng và trao bằng tốt nghiệp cho họ. Ok, nếu các bạn thấy hay hãy like và subscribe kênh cho mình nhé. Và có xe cảnh sát dẫn đường đi nha các bạn. Đó, bây giờ mình đi đến. Để tiếp tục mình đi tới trong một cái dịp khác nha. Thấy hay hãy like và subscribe kênh cho mình nha các bạn. Bye bye.